trưởng của Hồ Chí Minh. Khi mà ông muốn lên huấn luyện thì ông đặt mục tiêu ở thành phố sẽ giành nó có khoảng 12 điểm để chụp hạng. Nhưng bây giờ thì đội đã có 11 điểm và vẫn còn 2 trận chưa đấu. Thì đâu là cái bí quyết thành công của đội trong thời gian qua? Khi mà nhận lúc mà đội 13 điểm thì tôi nghĩ là phải từ 12 đến 15 là vì tôi nghĩ là mình cắt cái đội phía dưới, cấp dưới là Nam Định, Sài Gòn, tỉnh là lúc đó cả Đà Nẵng nữa. Là họ sẽ có những cái trận thắng nhưng mà chúng tôi bị cắt cái đội cấp trên là khó tìm hiểu cái cách mà họ chốt chuyên môn tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là khi nhận nhiệm vụ làm về mà để mà cùng với thành phố Hồ Chí Minh để làm cái mục tiêu được thủ hạng, tôi nghĩ là cái khả năng là rất lớn. Vì ngay từ giải 2020 mà tôi quay về làm sản phẩm xe, tôi nghĩ một điều đơn giản là nếu mà ở V-League một cái đội bóng được tổ chức tốt, tập luyện tốt và có những lối chơi rõ ràng thì sẽ thành công. Cái triết lý đó thì tôi cũng áp dụng vô cho Hồ Chí Minh. Ví dụ như có những cái trận mà tôi ngay trong trận đá với Bình Dương, khi mà đá với Hoàng Anh Gia Lai được hai cái bàn thắng nỗ lực cá nhân của Hoàng Thịnh Ata by race, thì chúng tôi thắng trận đấu đến trận Bình Dương. Lúc đầu chúng tôi nghiên cứu đội bóng này thì tôi nghĩ là chúng tôi sẽ đá chỉ số bóng mà thắng, nhưng mà khi mà 20 phút cuối của hiệp mà của trận đấu Bình Dương ấy, là tôi đã nghĩ trong lòng hay là trận Sông Lam, thì trận Lam mình tôi nghĩ là một trận đó là kiếm được một điểm, rồi sau khi thua Hà Nội đến 6-0 thì tôi nghĩ là trận đấu tôi nghĩ trong đó là một điểm, tôi làm động lực cho cầu thủ, tôi cũng đặt ra mục tiêu mình có một điểm thì có 3 điểm. Ngay khi mà bị Đức của nó chơi hay quá thì có một điều chúng tôi có 2-1, tôi đã nghĩ luôn là một cái kịch bản xảy ra này và xem họ sẽ lọt một vòng, và khi mà 2-2 tôi cũng đang muốn có một điểm mà tôi thay được cái vị trí tôi như là đá trung vệ như Đình Khương vào sân này, như da vào sân để lúc đó là chỉ có chặt chặt và kiếm một điểm. Cái chiến lược tù hạng là nó phải đặt ra, không có ba là không có một, chúng tôi đã làm được cái điều đó. Ở trong trận đấu ngày hôm nay sau cuộc một có vẻ như khá là nhộng, thì dường như là một tính toán của anh là trong đội tuyển trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi tập kiểm soát bóng. Tôi biết là đã họp trên trong dưới thang một có phải là bóng chơi là chơi đón dài một chơi là bóng có hai một trong những đội tôi xem từ khi anh làm Hà Nội về Quảng Ninh rồi Đà Nẵng thì chúng tôi nghiên cứu rồi, dù mặc dù không có tay nhưng mà đội Quảng Nam kiểm soát bóng chúng tôi cũng hiểu là khi mà đã 4.000 vòng trận chúng tôi lại được có cái may mắn thì chúng tôi nghĩ một tuần 10 ngày chúng tôi là tập liên tục và cái từ keyword hay là cái kiên trì cũng như là cái hôm nay thì thực sự chúng tôi áp dụng cái lối chơi là kiểm soát bóng nhưng mà luôn 2-3 sân về để mà chờ đối phương lên để mà tận dụng cơ hội thì trong 3 bàn thắng cho tôi 2 bàn thắng thứ 2 thứ 3 đó là cái không có cách của đá không được không hãy có cái nhận định rằng là chính cái quả cái penalty đó chính là cái bước ngoặt của cái trận đấu ngày hôm nay không? Tôi nghĩ quả penalty là trận đấu nhưng mà tôi vẫn cứ tin như trong giữa hiệp mà tôi nhắc cầu thủ tôi là hết hiệp 1 thì tôi vẫn nhắc cầu thủ là chúng kiên trì và bàn thắng sẽ tôi nói với cầu thủ như vậy nhưng mà phải kiểm soát bóng và tôi đề nghị rằng là đá cái cách mà đá phòng ngự nhưng mà không đá bóng dài mà kiểm soát từ tiến dụng là chúng tôi đặt từ quả năm anh bóng về chúng tôi chuyển ra cho trung vệ để chuyển làm biên là em lên chúng ta lôi chéo rồi kéo thì lúc đó là một trong những tình huống mà khi mà Đà Nẵng không bóng nhà lên thì đó là cơ hội tôi có những cầu thủ như Đe Nhồ hay là Lê Nguyễn là một trong những người mà truyền bóng mà tôi cho là sự điều bóng hay là rất là nguy hiểm những tận dụng của điều kiện còn nếu không có bàn thắng thì chúng tôi nghĩ là khả năng xuống sức Đà Nẵng nghe cho mình còn mất 2 người đó là cái dấu hiệu cho báo rằng Đà Nẵng được xuống sức trong hiệp hai là tôi này nghĩ là chuyển số bóng nhiều và đẩy cao đẩy chuyển bóng nhiều chuyển cao biên nhiều chính cái điều đó là chúng tôi nên mở tiếp theo. Với cái lối chơi kiểm soát bóng thì có một vài thời điểm thì Bùi Tiến Dũng có vẻ như là hưng phấn quá và chơi bóng chưa được tập trung như là an toàn lắm nên nỗ lực tiếp tục ngon chơi cách này là cách bóng đá hiện đại mà tôi thì cũng như cũng về thành phố hôm nay là hơn 1 tháng ngay từ đầu 3 buổi tập đầu tiên là tôi đã muốn là phải như ngay từ dưới vì các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh là những cầu thủ có kỹ thuật
khi mà trời mưa các bạn thấy là chúng tôi gặp những cái trận trời mưa là rất khó, có đá bóng dài rất là khó. Thì một tháng thì ngay khi mà về bóng hiến là tôi cũng đề đi ghép, tôi đề nghị là chơi bóng thủ môn, triển khai bóng đường chân bằng chân. Trước có mấy người nói là chơi cái này sao nguy hiểm quá, nhưng mà nếu mà mình không chơi cái cách này thì sẽ không cập nhật được cái lối chơi bóng đá hiện đại, mà cứ đá bóng dài là rất là khó khăn mà rồi bóng đá mà cứ đá kiểu đó thì khán giả thì không, thì cho là mình phải cập nhật và mình phải cập nhật về cái bóng đá đương đại hiện nay. Thì có những cái tình huống mà tôi nghĩ là nếu mà có thời gian nhiều hơn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ chơi tốt hơn. Còn việc á thì ngày nay huấn luyện viên không phải là trên sân, thì khi tôi nhận nhiệm vụ thành phố Hồ Chí Minh thì tôi phải xem lại coi những cái tồn động gì, chứ phải sống ngầm như vậy sống ngầm. Trách nhiệm của người huấn luyện viên là anh phải giải quyết các mối quan hệ và có những cái lớn chân, thì tôi nghĩ là với lãnh đạo câu lạc bộ, tôi thấy rằng ở lãnh đạo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là một trong đội bóng đầu tư tiền nhiều, rất nhiều, có nghĩa rằng là cái niềm đam mê và cái niềm yêu thích của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh là rất là lớn. Để tìm một cái đội bóng, tìm một ông chủ mà đầu tư như thế rất là khó. Còn quá trình khi xảy ra thì có những cái lớn lắm thì mình giải quyết thôi, thì nó cũng sẽ liên quan đến những số luật. Đối với về chủ quan thì đối với công ty thì sẽ những cái luật này, nhiều Covid như thế, nhưng mà cầu thủ thì ta giải quyết những lớn lắm do có tình có lý. Tôi cũng nói với cầu thủ là cũng không nên gì mà ta đang giúp nhiều cầu thủ ở thành phố Hồ Chí Minh rất lâu năm, thì đầu tiên là mình cũng nên tôn trọng cái câu lạc bộ của mình và hết sức là khéo léo. Số cầu thủ thì biết Facebook là tôi nói rằng là cũng đều đã không đáng, bởi vì mình số cầu thủ ở đến 4, 5, 6 năm mình nhận lương, mình nhận tiền thưởng đó, thì mình đá cho câu lạc bộ mà mình dùng Facebook viết rồi tạo điều kiện cho truyền thông người ta làm thì mình cũng tốt, nó mất sự đoàn kết. Tôi nghĩ rằng là sau khi tôi đã trao đổi cầu thủ thì và lãnh đạo thì chúng tôi đã trở làm cái tập thể công tác và cái nhìn nhận là không khí của đội thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là rất là tốt. Lãnh đạo câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và bản thân ban huấn luyện chúng tôi và cầu thủ thì là một tập thể công tác, thì điều đó nó giúp cho chúng tôi thành công. Cũng như sau trận thua 6-0 thì rất là nặng nề, các bạn biết mà nếu mà đã ở trong cái tốc dưới nó mệt mỏi lắm, như anh Hùng mình vừa là thắng Sài Gòn cũng nói rất là mệt mỏi, các bạn hiểu được cái nghề của mình, cái nghề đó nó luôn bị áp lực, thì tôi nghĩ rằng là cái việc huấn luyện viên ngày nay không, bên anh người ta gọi là manager, là người ta giải quyết nhiều vấn đề chứ không có coach trên sân nữa, thì tôi nghĩ rằng là giải quyết các vấn đề tồn động, các cái lớn cấn, thì cầu thủ sẽ thoải mái về tinh thần, thì họ sẽ ra sân họ chơi tốt. Và tôi cũng nói với cầu thủ là trận thua Hà Nội 6-0 là khán giả vẫn lại sân xem, có nghĩa là các bạn đã đến đeo cái tập, đã đến phút cuối cùng luôn, thì cái điều đó là điều đáng mừng. Xin mời hỏi cuối cùng, không có nghĩa là tương lai trong một ngày tới thì Bùi Tiến Dũng vẫn là đại diện không phải chỉ như là đối với Bùi Tiến Dũng nhiều vấn đề liên quan đến cái việc kinh phí, việc đó nó thuộc về lãnh đạo câu lạc bộ. Với thủ môn Bùi Tiến Dũng các bạn có thấy năm nay anh thi đấu rất là tốt, chúng tôi trong sân là chúng tôi đạt những kết quả này. Dĩ nhiên là không ai một thủ môn nào mà hoàn hảo được, sẽ có những cái vấn đề về khắc phục ở những cái điểm yếu của mình. Tôi cho rằng là Bùi Tiến Dũng, khi mà tôi nhận nhiệm vụ thì Bùi Tiến Dũng là một trong những thủ môn tốt. Xin cảm ơn.